có camera luôn hả? Dạ, đây nó bắt mình định danh căn cước là để sau này nó xử phạt bằng cam hết à? Tại vì nó có biển số là nó biết ai là chủ nhân xe phải không? Cái đối diện cái lô đất mình nó đang mới có cái quy hoạch này tập trung rồi á, là đối diện có khu công nghiệp, khu công nghệ,
sau nó về đích nông thôn mới nè, cho tất cả hạng mục có đầu tư nhiều lắm. Bắt đây này. Ồ, anh phát quang đấy hả? À? Để làm rào ạ, rào hả? Ờ, đất đây nhá. Kế nhà hàng xóm. Này anh đang phát quang này để đóng cọc rào hả? Thế anh trai em đâu? Ồ, đang làm dưới hả? Good. Ok, để đi xuống. Bàn đất. Đó, cái bếp